Hello, chào các bạn đến với kênh YouTube Tổ Điện GK của Thạch Danh Tiến. Hôm nay là ngày Tiến và Nhàn quyết định là sẽ con thai này sau khi quay xong chương trình Đấy Là Ai. Chắc là thời cơ chín muồi, Tiến và Nhàn quyết định là thông qua cái tập lần này trên YouTube Tổ Điện GK của Tiến thì Nhàn xin phép được ra mắt tất cả mọi người và có một vài thử thách và một vài câu hỏi nhỏ, và hy vọng là chủ nhân của kênh YouTube này sẽ hết sức gọi là hợp tác để trả lời đúng đầy đủ chính xác các câu hỏi từ vị khách mời. Ok. Ủa, đang hỏi là đang điều tra vụ án gì ạ? Sẵn sàng chưa? Để đợi. Ok. Nào, lady and gentlemen, what do you think about the girl? Ok. Chồng nghĩ gì về cô gái đó? Nghĩ gì về cô gái đó? Ừ. Và có bao giờ mà mình cảm thấy rằng á, là mình bị sao động một chút gì đó trên sân khấu hay không, với cô gái đó hay không? Và qua cái tập này á, Nhàn hứa, tập này thôi nha, Nhàn hứa là Nhàn sẽ không giận bất cứ điều gì trong câu trả lời của Tiến. Nếu giả sử như có chút sao động gì đó với cô gái, Nhàn cũng hứa là sẽ không bao giờ giận. Và khi đóng máy cái tập này á, thì có nhiều nhận sau. Trước kia mình khẳng định một câu nữa, nói hơi phủ này, không có để ý thấy thiệt. Nếu mà những người mà ekip hay là mấy chàng trai mà đi với mình á, nhận rõ là chồng không quan tâm nữ lại. Đến khi mà bước ra cái chỗ sau cánh gà thì lúc đó mới lớn quá người hỏi, ủa nữ chính là tên gì, thì lớn ra hỏi gì mình tử mình không biết cái gì sao đó. Thế nên không để ý, nó hơi phủ mờ nó vậy đó. Bước ra thì cũng liếc liếc nhìn, ủa bạn này có nào là chuyện không, có nào quen chịu mình nữa đó. Có câu hỏi trong đầu thì không có gì. Ôi, mọi người biết không, Tiến nghĩ là Nhàn không quen tất cả cái Việt Nam này luôn á mọi người. Và Tiến nghĩ là chắc là Nhàn quen luôn cả cái thế giới này đó mọi người. Cho nên lúc mà nghe nói tới là bạn nữ là thành chuyện không á, là ngay lập tức Tiến ngồi. Bây giờ có cái nào mà biết gì không, không có cái nào mà nó không xuất hiện cho nó là người ta biết gì không vậy? Làm như mình cảm thấy ủ sự như bộ mình điều khiển hay là cái gì mà mình đi nhiều lắm hay sao mà ai cũng biết được. Rồi đến khi bước ra thì Nhàn đi theo Tiến từ đầu tất cả những buổi liên quan tới chương trình Để Là Ai, trừ cái buổi quay video đầu tiên á, thì tại vì thời điểm đó là Nhàn có việc bận á, cho nên là Nhàn không có đi tham gia được. Với là Nhàn cũng muốn là để Tiến tự do, kiểu như là thích nói, thích em, được tán tỉnh em đó, thì cho nó tự nhiên để cái video nó đẹp. Những cái ngày sau thì Nhàn luôn có mặt, thì Nhàn thấy là cái bạn nữ đó rất là xinh đẹp, chuyện cũng rất là dễ thương, thì nhưng mà Nhàn không có quen, cho nên đến chính là không phải là Nhàn quen hết ra Sài Gòn nha, không phải là quen hết ra Việt Nam đâu. Cái bạn Grab Bike mà cũng quen hay biết rồi. Anyways, là Nhàn nói ngắn gọn thôi, là bây giờ là hồi trước thì Nhàn đi một chiếc Grab Bike á, cái bạn đó tên là Trọng Võ, rất là dễ thương. Gì bây giờ là bạn đó gọi Nhàn là chị hai. Một cái câu chuyện rất là thú vị, là mình xem nó là một cái duyên trong cuộc sống của anh Nhàn. Nhiều khi Nhàn phải nhận luôn thì mình đang đi cái chương trình game show mà cái mặt mình á nghiêm túc, tay lúc nào cũng đưa ra đằng sau, mà phút nào cũng cái kiểu như bất cần, kiểu không nhìn nữ chính một trang nữa. Mình ngồi suy nghĩ là trời, cái ông này ông đi chơi game show hay là ông đi làm gì, mình phải dặn luôn là chồng phải nhìn người nữ chính đó, và vợ cho chồng một ngày luôn á để chồng quên vợ là ai luôn, chồng tập trung cho game show tụi coi nó làm sao đó. Thì là cái câu chuyện đó, cho nên hôm nay phải đính chính lại là chồng có bị sao động hay không. Thật ra vợ thả thử thôi, nó là một cái bẫy thôi, chứ thực ra đâu có dễ gì đâu. Nhưng mà cuối cùng hay một cái trả lời là không có sao động gì hết thì cũng được. Rồi, để câu hỏi thứ hai. Trước khi nói tới câu hỏi thứ hai thì cũng chia sẻ với mọi người là cái kênh YouTube Tổ Điện GK chính là một cái thành công rất lớn của Phạm Văn Tiến. Tại vì trước đây á, như một người mà Nhàn được biết á, thì Tiến là một người rất là kiểu hay mắc cỡ, không có nói chuyện được trước đám đông nè,
ngồi nói chuyện với một nhóm thì lúc nào cũng cầm điện thoại nè, không có dám nói chứ không phải là khinh thường người khác đâu. Rồi thì giả sử như đứng trên sân khấu là giống như kiểu là ủa bạn nói gì tôi chẳng biết gì đâu, nói gì kiểu vậy. Nhưng mà hả, sau này á, khi mà làm kênh YouTube nói nhiều hơn rồi đi với Nhàn, chắc Nhàn cũng nhiều chuyện vậy đó, cho nên là cũng góp chung câu chuyện, cho nên là lúc đó thì nói chuyện rất là được. Và hôm nay khá là bất ngờ là tiếng nói chuyện trên sân khấu rất là tốt luôn. Nhưng mà tuy nhiên nếu giả sử như khen quá thì cũng không được đúng không? Vậy thì mình sẽ nghe một cái câu chuyện của Tiến chia sẻ về việc là chồng. Vậy thì cái gì, tức là cái gì mà khoảnh khắc nào hay là cái tình huống nào làm cho chồng cảm thấy là chồng khó xử nhất, hoặc là ngại nhất, hoặc là khó làm nhất, hoặc là nói chung là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chồng phải làm trong cái chương trình đó, là có cái này như vậy không? Nó là ngại nhất cái gì? Ngại nhất là cái phần đối diện đó. Tham nào à? Không có biết diễn được cái cấm đầu cho banh. Để hồn mà xong á nha. Cái hồn là cũng thì là cũng được, không nhìn tới khán giả lại, mình không nhìn tới cái ban giám khảo luôn. Cố gắng luôn. Kể cho nghe. Cái ngày mà chạy chương trình á là tối hôm đó đi về á, là Nhàn đã tập rất là nhiều. Và Nhàn nói á là khi mà mình đã banh á, nói chung đây là giải trí cho nên là mình phải tương tác với khán giả chứ không phải là giống như là mình ra sân mình chỉ tập trung thôi, không phải là biểu diễn cho nên mình chỉ tập trung vào để banh thôi. Thì em mới nói là phải tập làm sao mà hả, mình phải tương tác với khán giả một chút, ví dụ như cười một chút, ví dụ như nhìn một chút hay gì đó. Không, chăm đầu luôn, là đá xong rồi hả, đỡ banh rồi hả, cái gì quay banh rồi đi lượm banh ngô luôn, giống như cái đó là cái sân chơi của Tiến luôn. Rớt anh chạy lượm xong vô bắt đầu đá tiếp xong quay không hề nhìn ai, mình ngồi mình cười thì cười quá trời cười, mà thấy mấy người trong ban tổ chức như bất lực luôn thì để cho chân thật luôn đó. Thật sự rất là chân thật thì bất lực luôn. Tối hôm trước cái buổi nhìn chính thức đó, là mình có tập cho Tiến thì tự nhiên hôm nay bất ngờ là rất là tốt. Cái phần lộ diện đó thì Nhàn không có được coi. Sao? Tại vì Nhàn phải đứng ở đằng sau để Nhàn xuất hiện lên sân khấu với cương vị là gái, cho nên là không có được coi, cho nên không biết là như thế nào, nhưng mà chỉ nghe loáng thoáng như Nhàn nói chồng vợ nghe. Vợ nghe nói chứ đã hay quá ha. Rồi lúc đó chồng đi lượm banh đúng không? Chồng bị đá rớt xuống đi lượm banh đúng không? Trời hay quá. Tụi nghe mà tụi dừng cái banh này luôn. À dừng lại luôn. Khắc lên dùng xoáy. Ồ. Vì diễn này tăng level cao rồi. Cứ dùng xoáy cái banh đất. Chứ cho banh á. Cho banh á là mượn của shop anh Thình Vũ. À chuyên đồ về bán găng, bán giày, bán bóng đó. Thì 10 giờ quay rồi. Là 9 rưỡi anh gửi quà. Rất là dễ thương. Anh tội cho mượn cái banh Adidas. Adidas mà đá 7 lít á. Cái banh nó cũng 4 triệu quả đó. Thôi 4 triệu. Thì mượn qua thì mình tưởng tự tin cái banh, mình quay banh, mình quay điêu luyện lắm. Cuối cùng vô cái banh nó còn mới, nó còn dính dầu, nó tơi lím luôn. Tại vì trước giờ thì giả sử như Tiến có thể tập nói trước ống kính nè, rồi là quen từ từ nè, là nói được, thả vào một phòng là muốn nói trời đứa đất gì là cũng nói được rồi đó, nói từng chủ đề ok rồi đó. Nhưng mà để mà biểu diễn một cái phần gì đó trên sân khấu, ví dụ như là biểu diễn gương mặt nè, kiểu như là ví dụ giả sử như là mình biểu diễn theo kiểu những cái động tác như kiểu là vậy nè, vậy đó, hoặc là kiểu như là tôi không phải là màu xanh, hay là tôi không phải là màu đỏ, hay là tôi không phải màu tím gì đó, là tiếng phải diễn, phải tương tác với lại cái bạn nữ chính và những cái cố vấn đúng không? Thì ví dụ giả sử như là kiểu mình phải tương tác với kiểu những cái hành động kiểu như là rất là tự nhiên kiểu vậy đó, thì tiếng làm sao biết, trước trước có làm không biết. Trời ơi, cái ngày chạy chương trình tôi muốn đau đầu với ổng luôn đó, tôi đứng đằng sau lưng mà cái ông đạo diễn sẽ bất lực luôn mà.
trời ơi, gì đâu có lết lên sân khấu xong lết xuống mà cảm thấy bất lực, xong tới đi trước khi đi về những cái gì mình cố gắng ha, tối về người luyện cho chồng em chút xíu. Thế nên sao hôm nay làm ok, làm kiểu như không ai complain hay cái gì hết trơn á, thì hả cái phần đó giờ nghĩ chắc là phần khó nhất của chồng mình á, tại vì first time lần đầu tiên trong cuộc đời mà dám biểu diễn một cái gì đó rồi nó kinh khủng. Nhưng mà cái cảm giác nó đã mà. Cái cảm giác nghe. Mình đá trận chung kết với Thái Lan ở sân vận động Cần Thơ. 60.000 khán giả mà nó chặt kín luôn mà cả nước xem. Ừ. Rồi cũng là kiểu cảm giác chỉ lúc chỉ muốn ào nó sang khởi động thi đấu biểu diễn rồi đó. Không. Mà cái này có mấy người có mặt cũng là luôn. Cười không ra cười với nhau. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, lạ không có dạng mà sau chương trình này sẽ quen là bắt đầu hả, bây giờ là bắt đầu kiểu gọi là tung tăng lầy lội rồi là hả, thoải mái. Chương trình nghĩa là anh Trấn Thành anh Dũng thật sự là rất là hay. Cái hồi mà trong đầu mình định lên là chuẩn bị phá mình nói rồi đó, mà chẳng không có cơ hội nói. Người ta không muốn nhắc lời vì Trấn Thành với vợ đang nói. Thì ông nói là ngồi ba mẹ đã nuôi chồng khôn lớn trưởng thành tới bây giờ. Cái người mà hiện tại thời điểm 23 năm về đây á, truyền cảm hứng sống quan trọng nhất là Trấn Thành. Đấy là kiếm sống cho chồng là Trấn Thành. Rồi sau đó ấy rồi nhất là vợ. Hai người thì có muốn sống rồi vậy. Đó, bây giờ nói này mong anh Trấn Thành coi thì... Thì đó, nói chung là tự nhiên tối nay hai người vợ chồng quẩn nên là ngồi tám chuyện sau mình ấy là ai. Thì mình cũng vui lắm. Vậy thì nha, có thể trong chương trình này anh Trấn Thành là ai đó đã có những cái câu nói, có một câu nói nào ha, ý nghĩa hay gì đó làm cho chồng cảm kích và chồng nhớ mãi đến bây giờ. Nhưng mà sau khi kết thúc chương trình này chồng vẫn nhớ câu nói là câu nói mà không phải là không nói mà câu hỏi á, câu hỏi à, lúc mà mình ra cái tiếng Anh hỏi bạn cố vấn á, là các bạn nghĩ gì về câu nói các bạn phân biệt phân biệt giá trị hay trị giá như thế nào. Anh Thanh Hải cũng phân tích hay hay mà dĩ nhiên nó cũng được. Dĩ nhiên nó hay chứ. Trấn Thành mà anh Trấn Thành nói đúng rồi hay. Mà bây giờ theo vợ là cái vợ nghĩ câu nói là như giá trị, tức là cái trị giá, nói trước là trị giá đi, chuyện mình đưa ra cho ai đó đúng không, cho một cái vật gì đó đúng không, tức là mình chủ quan của mình đưa ra. Giá trị chính là những cái mà người ta nói về mình. Thì ý làm sao mà mình sống như thế nào đó khi người ta nói về mình á, thì nó là giá trị dành cho mình. Nhưng giá trị chính là một cái mà chúng ta không thể nào đặt cho nó một cái trị giá nào cả. Tức là khi mà đã có giá trị rồi thì không cần lo lắng đến được. Nó gọi là nó vô giá đó, thì không là nó một cái trị giá gì nữa. Thì cái điều đó là cái điều mà nhà nghĩ là nó khác. Giá trị chính là cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ đặt cho nó một cái trị giá nào cả. Tại vì tại sao mà nó lại có cái câu đó? Tại vì tại cái nó lại có câu đó. Nó liên quan tới cái hashtag của chồng. Đối với nhà nổi tiếng bây giờ, cái cuộc sống chỉ cần đơn giản, hai đứa đều vui, có thể thẳng thắn chia sẻ tất cả những cái quan điểm trong cuộc sống với nhau, và người còn lại sẽ tôn trọng nhau để lắng nghe và thấu hiểu. Và khi mà lắng nghe và thấu hiểu và có thể gọi là giao tiếp được với nhau ha, nói chuyện được mà người kia sẽ không có nghĩ là có ý gì như vậy rồi. Trong những cái cuộc nói chuyện lúc nào cũng sẽ ra tranh cãi tranh luận á, thì nhà nổi tiếng đang đi đến cái con đường đó. Đó là một cái con đường của sự thông cảm, chia sẻ để thấu hiểu nhau, và sẽ đi trên con đường lâu dài với cái tinh thần đó. Chính vì vậy, nếu giả sử như mình tập trung vào chuyện đó thì mình sẽ không có để những thứ khác nó lăn tăn. Ví dụ á, nhà muốn nói với Tiến á, thật ra nhìn cũng không có cần Tiến ảnh quá giàu có hay là tiền bạc hay là quá địa vị hay là ông này bà kia hay là như thế nào. Quan trọng là mình sống có đạo đức và mình sống tử tế và mình làm hết sức mình, yêu thương và chăm lo cho gia đình thật là tốt, chỉ vậy thôi. Thì hai đứa cũng khá là may mắn khi mà đồng quan điểm á, cho nên là đến được với nhau
qua bao nhiêu khó khăn. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu lối thăng trầm. Ủa bữa nay bữa chị Dân luôn á vợ. Ờ đúng rồi, hôm nay là chị Dân khách mời. Chị Dân đã hát tiếng độc thân 4-5 lần rồi hát tiếng độc thân luôn. Cảm ơn anh. Hâm mộ anh đã lâu. Có rất là nhiều cái mà trong cái buổi đó thì Dân cũng nói là bây giờ hiện tại Dân cũng không cần một cái cuộc sống nó quá gọi là xa hoa màu sắc hay là gì nó quá gọi là xa xỉ. Em chỉ cần một cuộc sống đơn giản, hai đứa yêu nhau thôi. Cho nên chính vì vậy á, em cũng không cần những cái gì quá nhiều, trị giá như thế nào cũng được, quan trọng là nó có giá trị. Cho nên là nhận thấy rất là quý ngày hôm nay thì những cái thông điệp mà anh Thành gửi rất là quý. Ok, nó bỏ cái này đi, không khí gì kiểu. Chồng có hài lòng với lại kết quả của game show đó không? Hài lòng kết quả, nhưng mà nói là kết quả không biết gì. Đúng rồi, tại vì kết quả là bạn nữ bạn không chọn chồng ấy. Như thế này, nói về kết quả không á, thì gọi là 1000% là mình muốn như vậy, mình hài lòng như vậy. Mình không muốn bạn nữ mình đến theo một tinh thần fair play, không muốn bạn nữ chọn nhầm, mà mình không muốn mình vì một cái gì đó mình đi lừa dối bản thân mình. Cho nên mình mới nói một câu, nói cái câu mà để gọi là nếu mà theo game ấy, thì nó sẽ là câu chốt để người nữ nó chọn mình hay không, để người nữ cố định chọn mình, tức là nhận ra được, nhận ra được. Thì tầm nói thì vốn dĩ thì cuộc sống không hoàn hảo, nhưng mà sẽ có những khoảnh khắc hoàn hảo, và anh mong ngày hôm nay em sẽ có khoảnh khắc hoàn hảo hạnh phúc đó với người đàn ông mà em chọn. Và thật lòng cái câu tốt này, câu chốt là cái câu mà khẳng định là không chọn bằng nữ chọn mình luôn. Và thật lòng cho dù em khó chọn ai thì anh cũng chúc em hạnh phúc. Đó. Chắc chắn là bích cửa. Thứ nhất là mình vô là mình không bao giờ mình bị là màu tím rồi này. Không có một phần trăm, 0.1% nào mình nói mình màu tím luôn. Chỉ có mà có chủ với là độc thân thôi. Đó là mình muốn cái câu đó là coi như là cho bằng nó chọn cho nó gọi là kiến thức có hậu. Cũng ví dụ như giả sử như chồng nhìn á, tiếng nó dừng lại ở cái phần đầu tiên thì cũng không có vấn đề gì. Cái bản sắc của riêng mình á, điều đó nó rất là quan trọng, thì hãy tạo ra cái giá trị để mà khiến cho những người khác người ta sẽ cảm mến mình hơn, sẽ nhớ tới mình hơn, sẽ quan tâm tới cái câu chuyện và cái content của mình hơn. Mình không được chọn thì có cái gì đâu, mình đã có những cái cơ hội để mình có thể chia sẻ được bản thân mình, về mối quan hệ của mình, tình cảm của mình, tình yêu của mình, và nhờ cái duyên đó đó thì nhìn mới ngồi xuống để ngồi trong cái kênh YouTube của cái ông này nè. Và ngày hôm nay á, Nhiễm rất là tự hào về những gì mà Tiến thể hiện. Nói thiệt lòng, tại vì Tiến đã giống như kiểu là nhảy qua được một cái giới hạn của bản thân cực kỳ kinh khủng luôn. Tại vì nếu như giả sử như những người mà biết Tiến đó nha, thậm chí là mẹ của Tiến luôn, thậm chí là những người thân luôn, không bao giờ nghĩ là Tiến một ngày nào đó sẽ bước lên sân khấu, rồi sẽ nói chuyện, rồi sẽ nhảy nhót, rồi sẽ kiểu thể hiện đó, kiểu vậy nè, vậy nè đó, kiểu vậy đó. Nàng nói chắc chắn luôn á là mẹ của Tiến mà coi cái tập người ấy là sẽ giật mình rất là nhiều cái lần khác, vì con trai của mẹ thực sự thay đổi quá nhiều luôn á. Chung là vậy thì anyways, thì dù gì đi chăng nữa, cái tập này cũng chính là một cái tập giống như là đầu tiên để mà ra mắt. Lần sau nhà với Tiến sẽ cùng nhau chia sẻ
là trao đổi những cái quan điểm về tình yêu, về công việc, về cuộc sống cùng với mọi người, và hy vọng rằng là nó sẽ mang đến một cái điều gì đó gọi là hữu dụng đến với tất cả mọi người, để chúng ta sẽ cùng tạo ra một cái môi trường mình chia sẻ với nhau những cái quan điểm sống thật sự là tích cực, vui vẻ và cùng nhau sống thật là có ích và ý nghĩa hơn nữa ha. Thì hẹn gặp mọi người tại cái tập tiếp theo trong tổ điện GK, và chắc chắn rằng là sẽ không thể thiếu những cái bài tập thể thao của Tiến dành cho mọi người. Lâu lâu nhẹ chọt vô biết thôi, xin đứt diễn một chút thôi. Mong là mọi người sẽ ưu ái và chào đón ngàn trong YouTube này nhé. À, bây giờ ủa, không phải kênh YouTube của gọi là Tiến nữa hả? Giới thiệu luôn đi. Trời ơi, không biết. Mình phải ấy kiểu này đúng không? Nói chung á là bản thân nhà đã có ý định những cái người bạn ấy, ý định là chắc là cũng có ý định sơ khởi, và có những người bạn rất là quý và rất là ủng hộ, mà ủng hộ nhất á là Tiến, để mà tạo ra một cái kênh YouTube. Trong đó thì nhà sẽ chia sẻ những chủ đề đa dạng, về cuộc sống, về tình yêu, về công việc, về thời trang, về làm đẹp, nấu ăn này nọ đó. Thì thật ra là chia sẻ về vấn đề ngủ nướng, ngủ nướng sao cho thời gian hợp lý. Đó cũng là một chủ đề. Ok. Thì đó, nói chung là nhìn chấp nhận hết tất cả các thử thách và những cái câu hỏi của tất cả mọi người. Nếu mà mọi người ủng hộ làm cái những thứ của nhìn vẫn rất là hoan hỷ, tại vì nhìn cũng mong muốn là mình sẽ có cơ hội được nói chuyện với nhiều người hơn, giúp đỡ có thể một phần đó để mà cho các bạn có một cái suy nghĩ á, nó tích cực, những cái tư duy tích cực hơn để mà mình sống cuộc sống này rất là enjoy và tràn đầy năng lượng, đúng không? Cho nên là bây giờ thì cũng khuya rồi, tại vì cũng giữa đêm rồi đó, hai vợ chồng quẩn thôi, nhưng nói chung là cái clip này là clip quẩn rồi à, chứ thật ra cũng không có kế hoạch gì hết. Nói không biết là cuối cùng cái bạn biên tập bạn cắt mấy phần nữa. Ok, cố gắng nha. Bye bye. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Chồng che mặt chồng luôn kìa.